Kính thưa quý vị, mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Thẩm phán tối cao pháp viện ông Antonin Scalia qua đời. Hàng ngàn người đến thăm viếng đám tang của chánh án Antonin Scalia. Thượng đỉnh Mỹ ASEAN chú trọng vào Biển Đông. Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới lên Bắc Triều Tiên. Tỷ phú Donald Trump lùi bước, thôi đã kích Đức Giáo Hoàng. Apple đối đầu với chính phủ Mỹ về quyền riêng tư của người sử dụng. Liên Hợp Quốc sẽ thả thực phẩm xuống nhân dùng bị bao vây ở Syria. Và tin sau cùng là quan thuế Mỹ thu giữ 4 triệu 650 000 đô la tiền âm phủ của hai người Việt. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Mafia Texas. Thứ Bảy vừa qua, các giới chức tại Washington và các nơi khác bị sốc khi nghe tin về cái chết của ông Antonin Scalia. Ông Scalia là một thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ nổi tiếng về trí tuệ, nhân cách vượt trội và bảo thủ. Ông Scalia, 79 tuổi, qua đời vào sáng thứ Bảy vừa qua tại một nơi nghỉ mát ở miền Tây, Texas. Những tin tức đầu tiên cho biết ông chết một cách bình thường. Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Obama gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình ông Scalia trong khi Chủ tịch Tối cao Pháp viện Mỹ John Roberts trong một tuyên bố gọi ông Scalia là một nhà luật học và một cá nhân phi thường, được các đồng nghiệp ngưỡng mộ và trân quý. Thống đốc Texas Greg Abbott gọi ông là một người của Chúa, một nhà ái quốc và một người bảo vệ không lây chuyển bản hiến pháp thành văn, thăng quan tiến chức nhanh chóng nhờ những bài viết về luật pháp và rất dí dỏm được tổng thống Richard Nixon bổ nhiệm làm cố vấn pháp luật cho văn phòng chính sách viễn thông vào năm 1971. Ông Scalia sau đó được tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào chức vụ thẩm phán tòa án liên bang tại Washington DC, nơi ông xây dựng được một thành tích bảo thủ, mà theo các nhà phân tích nhờ những bài viết về luật pháp hùng hồn và mạnh mẽ của ông ông cũng gây nhiều ấn tượng đối với các giới chức chính quyền Reagan, trong đó có bộ trưởng Tư pháp S. Meese nên Tổng thống Reagan đề cử ông vào tối cao pháp viện Mỹ năm 1986 để điền thế ông William Rehnquist được bổ nhiệm làm chủ tịch tối cao pháp viện Mỹ. Ông Scalia là người Mỹ gốc Ý đầu tiên phục vụ tại tối cao pháp viện Mỹ. Ông là một người kịch liệt chống phá thai, việc thu nhận vào đại học căn cứ và sắc tộc và điều ông gọi là nghị trình đồng tính luyến ái. Ông cũng nổi tiếng về những câu hỏi sắc bén của ông đối với những luật sư trong các vụ kiện đưa lên tố cao Pháp viện Mỹ và tác giả John Biskupic viết vào năm 2009 trích trong một cuộc nghiên cứu cho thấy ông đã chọc cho nhiều người cười hơn là bất cứ đồng nghiệp nào khác của ông. Đóng vai trò chính trong vụ Bush chống Gore vào năm 2000 ông Scalia đóng một vai trò then chốt trong quyết định của tối cao pháp viện Mỹ năm 2000 về vụ ông Bush chống lại ông Gore kết thúc bằng việc kiểm tra phiếu bầu tổng thống tại Florida, quyết định trao chức vụ tổng thống cho ông George W. Bush. Những năm sau đó, ông tiếp tục nói với các người chỉ trích quyết định đó là quên chuyện ấy đi. Viết trong quyển The New Republic, thẩm phán Richard Posner, một giáo sư tại trường đại học Chicago, mô tả Australia vào năm 2011 là một thẩm phán có thế lực nhất trong một phần tư thế kỷ qua. Luật sư Adam Lipchak, phóng viên tại Tối cao Pháp viện Mỹ cho tờ New York Times gọi Australia là người bên việc cho nguyên tắc giải thích hiến pháp vào lúc văn bản này được soạn thảo và phê chuẩn. Australia là con trai duy nhất của một người cha di dân và mẹ là một người Mỹ gốc Ý. Ông trưởng thành tại Queen, một khu vực đa sắc tộc tại thành phố New York. Ông theo học trường đại học Georgetown ở Washington và tốt nghiệp hàng danh dự vào năm 1957. Sau đó, ông học trường luật Harvard, nơi ông gặp bà Maureen McCarthy, người vợ trong 48 năm khoa của ông. Ông mất để lại 9 con và 28 người cháu. Tin tổng hợp, giới chức tại tòa tối cao cho hay quan tài của ông Scalia sẽ được đưa tới đại sảnh của tòa khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương cho nghi thức riêng dành cho gia đình, bạn hữu cùng các thẩm phán. Công chúng được viếng sau 10 giờ rưỡi sáng cho tới 8 giờ tối. Các cựu thư ký ngành luật của vị thẩm phán quá cố sẽ thay phiên đứng bên linh cửu, ngày cũng như đêm trong truyền thống mới đây tính từ năm 2005. Năm chánh thẩm phán William Benquist qua đời Linh cữu của thẩm phán sau đó sẽ quan tại Điện Lincoln Castle, nơi từng quan linh cửu của Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865. Họa sĩ Nelson Strang sẽ có bức tranh họa chân dung vị thẩm phán và trưng bày kế bên. Tổng thống Obama và vợ Michelle dự định sẽ tỏ lòng tôn kính ông vào thứ Sáu tại Tòa Tối cao Pháp viện vợ chồng phó tổng thống Joe Biden sẽ dự đám tang vào ngày thứ Bảy. Lễ tang chính thức dành cho gia đình bạn hữu sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, lúc 11 giờ trưa tại nhà thờ Basilica National Shrine, Washington, DC. c Tin Rancho Mirage, California. Mỹ và lãnh đạo của 10 nước thành viên hiệp hội, các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, nói cần phải có hành động để hạ giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đông. Các tranh chấp chủ quyền trong khu vực này đã trở thành trọng tâm thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ tọa tại Rancho Mirage, tiểu bang California. Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo khối ASEAN đúc kết Hội nghị Thượng đỉnh hai ngày bằng cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều mặt trận, trong đó có các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Mỹ và nhiều nước khác tố cáo Trung Cộng làm gia tăng căng thẳng. Ngài lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu, chúng tôi thảo luận về sự cần thiết phải có những bước hành động thiết thực ở Biển Đông để hạ giảm căng thẳng, trong đó có việc ngưng các hoạt động cải tạo, xây dựng và quân sự hóa các khu vực tranh chấp. Tự do hàng hải cần phải được tôn trọng, thương mại hợp pháp không thể bị ngăn cản. Tổng thống Barack Obama nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực và giúp các đồng minh ASEAN phát triển khả năng phòng vệ trên biển hội nghị đã đưa ra một loạt nguyên tắc mà họ nói là sẽ hướng dẫn cho asean trong tương lai các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác thương mại với việc các doanh nghiệp mỹ khai phá năng lực lãnh đạo doanh nghiệp và sáng tạo ở các nước đông nam á hội nghị đồng ý về sự cần thiết phải bảo vệ tài sản trí tuệ tự do thông tin và minh bạch tổng thống obama nói mỹ ủng hộ xã hội dân sự Tôi tin nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với những ai ở Đông Nam Á, nỗ lực thăng tiến pháp trị, quản trị tốt đẹp, định chế hoạt động có trách nhiệm và nhân quyền tổng quát cho mọi người. Chiến lược tái cân bằng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama gắn liền với sự thành công của ASEAN như là một diễn đàn chính, nơi các quốc gia có thể theo đuổi các lợi ích một cách hợp pháp và ôn hòa. Khi ASEAN cất tiếng nói rõ ràng và đoàn kết, họ sẽ giúp thăng tiến an ninh, tạo ra cơ hội và tôn trọng nhân phẩm không chỉ đối với hơn 600 triệu người dân của các nước ASEAN mà cho mọi người ở châu Á, Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Tổng thống Obama dự định sẽ đến thăm khu vực này hai lần nữa trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông hy vọng gửi đi một thông điệp đến các nhà lãnh đạo ở Washington trong tương lai rằng Mỹ phải tiếp tục chủ động giao tiếp ở cấp cao với khu vực này để bảo đảm an ninh và thịnh vượng cho nước Mỹ. Tin Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký đạo luật áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Cộng sản Bắc Hàn để đáp lại vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn của Bình Nhưỡng. Đạo luật kêu gọi áp đặt những biện pháp trừng phạt bắt buộc nhắm vào bất cứ ai giúp đỡ cho Bình Nhưỡng về những chương trình hạt nhân và phi đạn, những vụ tấn công mạng và những vụ vi phạm nhân quyền. Những biện pháp trừng phạt mở rộng được thiết kế để ngăn không cho Bắc Triều Tiên có được nguồn tiền mà họ cần để phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và những phi đạn cần để đưa những đầu đạn này đi. Luật này cũng cho phép cấp 50 triệu đô la trong 5 năm để phát thanh qua radio vào Bắc Triều Tiên và hỗ trợ những chương trình cứu trợ nhân đạo. Trong khi đó, trong một hành động mà có thể sẽ khơi lên căng thẳng với Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Han Min-ko hôm thứ Năm nói rằng khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận quyết tâm, trọng điểm và đại bàng khi họ khởi sự vào tháng sau tăng gấp 2 giờ số lượng so với năm ngoái. Con số tăng lên này sẽ làm cho cuộc tập trận trở thành cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất từ trước tới giờ. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố rằng những cuộc tập trận như thế là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lên phía Bắc. Ngoài ra, vào hôm thứ Năm, giới tình báo Hàn Quốc cho biết các nhà lập pháp nước này nói rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh chuẩn bị cho những vụ tấn công khủng bố nhắm vào Hàn Quốc. Cơ quan tình báo quốc gia tin rằng những vụ tấn công có thể sẽ nhắm mục tiêu vào những nhà hoạt động chống Bắc Triều Tiên những người tị nạn và những quan chức chính phủ Hàn Quốc. Tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và nhà máy điện cũng là những mục tiêu tiềm năng. Tin tổng hợp, ông Donald Trump dường như đang tìm cách thoái lùi sau khi đưa ra phản ứng đối với lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng về chính sách di trú của ông vào lúc sắp diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang South Carolina vào ngày thứ Bảy này. Sau khi đi thăm Mexico, đức giáo hoàng francisco chỉ trích ông trump nói rằng ông không phải là một người theo kitô giáo vì đề nghị của ông xây một bức tường vĩ đại ở vùng biên giới phía nam nước mỹ giáp ranh với mexico để chặn không cho người di dân tới hoa kỳ trong một cuộc thảo luận tại một hội trường thành phố đêm thứ năm ở south carolina ông trump gợi ý rằng những lời nhận định của đức giáo hoàng francisco có thể đã bị thổi phòng ông trump nói tôi không muốn đối đầu với đức giáo hoàng trên thực tế tôi không nghĩ đây là một vụ đối đầu tôi tin rằng đức giáo hoàng đã nói điều gì đó nhẹ nhàng hơn so với lời tường thuật của giới truyền thông tôi tin rằng đức giáo hoàng chỉ nghe một bên của câu chuyện và có lẽ đó là bên chính quyền mexico ông không thấy áp lực to lớn mà vùng biên giới đang gây ra cho chúng ta liên quan tới vấn nạn di dân bất hợp pháp với ma túy đổ vào mỹ qua biên giới một số những người thách thức ông trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đức giáo hoàng nhưng đa số nói rằng đây là vấn đề giữa đức giáo hoàng francisco và ông trump tin từ washington dc cho biết Tổng giám đốc công ty Apple đã bác bỏ lệnh của một thẩm phán Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI được tiếp cận một iPhone do một trong hai tài nổ súng đã bắn chết 14 người tại California hồi năm ngoái sử dụng. Quyết định này đã gây nên một cuộc chiến giả pháp lý giữa ngành công nghệ và chính phủ Hoa Kỳ. FBI muốn Apple giúp tiếp cận với một iPhone mã hóa đã được Seth sử dụng. Farouk đã cùng với vợ là Tashfin Malik thực hiện một vụ nổ súng làm nhiều người thiệt mạng tại San Bernardino hồi tháng 12 năm ngoái. Nhân viên điều tra nói họ không biết có gì quan trọng trên điện thoại nhưng họ không thể tiếp cận với những thông tin gì không biết được mật mã. FBI muốn Apple tạo ra một phần mềm có thể vượt qua một chương trình tự hủy bỏ tất cả những dữ liệu trong điện thoại sau nhiều cố gắng tìm ra mật mã để vào điện thoại mà không thành. Các nhà điều tra muốn có thể nỗ lực truy tìm những mã số khác nhau theo một quy trình nhanh chóng cho đến khi nào tìm được đúng mật mã. Tin Geneva, Thụy Sĩ, Giám đốc Lực lượng Cứu trợ Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, Liên Hợp Quốc đang có chương trình thả thực phẩm xuống các thành phố bị bao vây ở Syria. Đầu tiên là thả xuống thị trấn De Alzor, có 200.000 dân đang bị phiến quân IS bao vây các cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc đã không thể tới các vùng do IS kiểm soát. Trong đó có Deir dân chúng trong thị trấn đang thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Ông John Elgelen đã nói trong cuộc họp báo tại Geneva rằng ông ta hy vọng sẽ có sự tiến triển trong việc tiếp tế cho dân chúng đau khổ ở Deir đang bị IS bao vây. Hiện giờ chỉ có cách thả dù thực phẩm và chương trình lương thực thế giới đang hoạch định chương trình cụ thể cho việc này. Các đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã tới được 5 khu vực bị quân đội chính phủ bao vây. Ông Jen Egolin đã chủ tọa cuộc họp 3 tiếng đồng hồ của lực lượng đặc nhiệm nhân đạo tại Syria cho biết nhiều nước đã hứa hẹn ủng hộ việc đưa tiếp tế tới Deir và đang có sự cộng tác của Nga và Hoa Kỳ trong việc này. Tin Detroit, một cặp vợ chồng người Việt đã bị sở quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ thu giữ 4 triệu 650 000 đô la tiền âm phủ tại sân bay Detroit Metro hôm thứ Sáu tuần trước. Thông cáo của cơ quan này cho biết, cặp vợ chồng này đã tìm cách mang các tờ 100 đô la Mỹ giả và tiền đồng Việt Nam vào Mỹ để đốt cho những người quá cố thường được tiến hành trong một số nền văn hóa châu Á. Hải quan đã bắt quả tang hai người này khi họ đến sân bay Detroit Metro từ Hàn Quốc. Hành lý của cặp vợ chồng này đã bị kiểm tra vì có mâu thuẫn trong lời khai về số tiền mang theo vượt quá 10.000 đô la. Thông cáo viết, cuộc kiểm tra hành lý của họ lần thứ hai đã cho thấy có khoảng 93 tập tiền 100 đô la Mỹ giả và 32 tập tiền đồng Việt Nam giả. Người phát ngôn Cục Hải quan Ken Hammond cho biết không thể xác định được ngay số lượng tiền đồng Việt Nam. Một việc Hoa Kỳ quyết chống lại việc làm giả đồng đô la Mỹ, ngoài công việc được biết đến nhiều nhất là bảo vệ tổng thống đã tạm giữ số tiền giả này. Ông Hammond cho biết tiền ông phủ là loại được làm giống như tiền thực và phổ biến trong giao hóa Việt Nam. Ông Hammond cho biết các vợ chồng người Việt này chưa có ý định tiêu số tiền này và được phép tiếp tục chuyến đi của họ. Tuy nhiên, cơ quan Hải quan Mỹ lưu ý rằng sản xuất hoặc nhập khẩu tiền giả có thể dẫn đến việc bị truy tố trước pháp luật. Xin quý vị đừng rời mái chúng tôi tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam.